Vâng, tôi vừa biên tấu một đoạn trong A Time for, vâng, để các bạn hình dung ra âm thanh của cây đàn W106B này. Vâng, W106B là series ra tiếp theo sau W106 với màu thường đậm hơn và đẹp hơn, cách điệu hơn, và nó có một cái sự hoàn mỹ về hình thức, bóng bẩy hơn, và đặc biệt nữa là mọi người cũng đều công nhận là âm thanh nó cũng có hay hơn. Vì thế nên các bạn nghe thì âm thanh của cây đàn này rất là một cái gì đó trong, vang, sáng nhưng vẫn rất là dày dặn. Có lẽ khó có thể bình luận thêm gì bởi vì với một cây upright âm thanh như này tôi nghĩ rằng là nó là đỉnh cao nhất rồi. Không, rất hiếm cây upright có thể hay hơn như thế này nữa. Tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Rất là đều và với đều cả về lực lẫn cả về màu sắc âm thanh. Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình mà cầu kỳ về nội thất và cầu kỳ về âm thanh. Cảm ơn các bạn.